Nhất đạo có đài thờ thờ thượng đế, đạo Thiên Tâm cũng thờ thượng đế cùng một vị, mà thượng đế ở tầng trời cao nhất là ngài tạo ra cái chân linh của mình là một. Phật mẫu, Phật duy trì địa mẫu mà ở bên cao đài họ hay có mấy cái gì buổi lễ gì đó, thì thấy đúng rồi, hội yến duy trì gì đó thì là cũng là mẹ đúng không, thì là một. Chỉ có cái khác của một cái là tra tóm gọn lại để cho toàn thế giới họ dễ thờ cúng, bên công giáo sau này họ học Phật để họ không có trong tái sanh nữa, họ không có phải là cứ nghĩ về trời là về luôn, phải có nghiệp quả để cho họ hiểu về nghiệp quả. Hồi giáo cũng vậy, thì Allah thượng đế bên cao đài, bên Thiên Tâm, bên Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Chánh thống giáo đều là một, cùng một người thượng đế. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, Đức Thầy là Đại Ca Diếp, là đại đệ tử của Phật Thích Ca cách đây 2500 năm về trước. Lúc Phật Thích Ca nhập diệt, trao y và bát cho Đại Ca Diếp. Để thời mạt pháp là thời nay của chúng ta nè, năm 2022, trao lại cho Phật Di Lặc. Mà hồi xưa đó là ở núi Kê Túc, thì biết là vậy. Đến khi ở bề trên hội đồng chư Phật với thượng đế mới quyết định sau này ai cũng trời kêu trời kêu trời, thì hay thường nói, thì cha và hội đồng chư Phật cùng với ngài Đại Ca Diếp, chư Phật A Di Đà, Phật Thích Ca họp lại, thì mới cho cái đạo Thiên Tâm ra đời học Phật. Ngài Đại và đồng thời Phật Di Lặc sẽ xuất hiện tái sanh vào nước Việt. Tại sao Đức Thầy Phật Thầy Tăng là người đầu tiên ở gần gũi chúng ta? Ngài không đầu thai thành người Mỹ đi, hay là rồi Do Thái đi, Pháp đi, Miên đi, Thái Lan đi, sao nước Việt, Việt không vậy? Việc này cũng Việt vậy, đang nói tiếng Việt luôn nè. Thì nó có lý do cơ vận đi hàng nghìn năm. Thì khi Đức Phật Thầy Tăng vị đầu tiên đây Bủ Sơn Kỳ Hương là bao nhiêu năm ta? Mấy trăm năm đó. Thì sau đó Tứ Ân, tại vì một cái sắc phàm á, mấy chục năm nó không có làm được nhiều việc. Và đồng thời chúng ta, con người chúng ta mau quên á, cũng giống như quý vị nghe Kiệt hôm nay Tiền Già ba ngày sao mà không có mấy clip này, quý vị cũng quên mất tiêu đúng không? Thì cho nên Đức Thầy phải tiếp tục tái sanh để mình nhắc nhở thôi à, mục đích là nhắc nhở. Rồi giờ nhắc nhở, nhưng mà cái đường hướng lời nói và hồi hôm qua đều giống nhau. Đến khi Phật trùm, rồi đến khi ông sư dễ bấm khoai rau giảng, rồi Minh Dương không ngự đài mây, Minh Dương mà không trị quốc thì thế giới không bình an, cái gì cũng Minh Dương nghe giết cũng chán. Đến khi gặp Minh Dương lại chửi chúng sanh nó vậy đó. Rồi đến già cho tới lúc mà những ngày đầu mượn xác cầu tư, rồi nói đọc lên sáu quyển sấm cơ, những ngày đầu Đức Thầy còn thê thảm hơn đệ tử này nữa. Cũng giống như con lần bữa hổm ông Châu Lan ông chửi mình, rồi cái mấy vị mới nói ngày xưa đó Đức Thầy là sáng tác cái quyển thứ ba đó, ta là từ Phú Quốc ta về, thì ngày xưa cúng thứ ba đó là nói từ Phú Quốc về, sau này cúng thứ ba đổi lại là từ khi tiên cảnh ta về, cái bị đệ tử của ngài bắt lỗi lại. Cái này đó, thì bữa hổm ta Phú Quốc ta về thì ta giết thơ là Phú Quốc về, hôm nay ta đi họp trên trời ta đi xuống thì ta giết là tiên cảnh về, cũng bị bắt lỗi. Huống hồ chi là con không bị nó chửi, tại con không giải thích cho rõ. Anh thấy tức cười không? Chúng sanh mình nó chắc mà chắc cực kỳ. Cái đầu á,
nó bự bằng cái lu không à, tu kiểu như vậy á không bao giờ đạt được cái gì hết. Một mà mình nói xa nữa đó thì thời xưa lúc đức thầy là Khương Tử Nha, việc là cơ pháp, thì lúc đó thầy trò là Tập Bà Trùng đóng phim mà, thầy cha là đạo diễn, Phật đạo diễn, thầy đâu thì trò đó. Thầy cũng là đi cặp. Đến thời Lưu Bị cũng vậy. Rồi đến thời nhà Minh, Lưu Bá Ôn cũng vậy. Rồi đến thời ông Căn Trình cũng vậy. Cứ nghe là khi cái thần hồn mình nó có skill cái gì á, cái năng khiếu mình cái gì đó, thì mỗi cái thời đại nó thích ứng với cái giai đó. Thì cũng giống như một tài tử của Hollywood, là của Thiên Thượng, của Hội Đồng Chư Phật. Đến khi một cái màn nào mà diễn đúng cái giai đó thì kiệt xuống. Thì có những ông anh trong 12 người con ở Thiên Thượng, cũng có một người cực kỳ dữ thì làm những đóng vai những gì vua dữ. Chị đang ngồi đây, nhưng mà những cái thành tinh ngoài xa xôi á, quý vị nói chị cũng đang đóng vai ngoài đó, tại vì thuộc dạng chiếc thân. Hiện bây giờ thì chị đang ngồi đây, khi ban đêm chị ngủ, bất cứ những người nào con họ Thiên mà có nạn á, cứ gọi tên chị, cái thằng hồn chị bay tới á, nhiều lắm, chị cứu nhiều lắm. Người câu thứ ba, ngài Minh Đăng Quang là khác. Ổng là một vị Bồ Tát, nhưng để mà ra một cái đạo, qua ra một cái mối đạo của miền Tây, tại vì miền Tây sau này sẽ là trung tâm của trái đất này về tâm linh, thì những cái mối đạo mà quan trọng á ra miền Tây không à. Hòa Hảo, Cao Đài. Hôm nay mình thì mình nói Tây hay Trung Bắc Nam thì nó hơi có sự phân biệt. Chứ ở miền Tây dân của mình thì hề, nhưng mà không phải hề. Làm ăn là giỏi hơn người ta đó. Tại mình hỷ xả với mình rộng lượng thì thành ra cái tâm của mình trống rỗng. Thánh nhân thích đầu thai vô miền Tây. Ngoài Bắc ăn nói lưu lót, hãy cho họ làm nhanh nhanh đi, ra cãi lộn, lấy hơn thua. Miền Trung, mẹ Việt Nam mỏng lét, sau lưng thì núi, dãy Trường Sơn, ở dưới thì biển. Bữa nay Formosa nó rải gần đốc chất độc nữa, đâu có tàu nào ra đánh cá được. Thôi gắng học nghe mấy bác, để mà làm ông này ông nọ, ông Diệm, ông Thiệu đồ, rạng danh tổ tông đồ á không. À, thì miền Trung là dĩ nhân để lại đời, miền Nam hề hề còn là thánh nhân không. Mà hồi nãy mình nói người nước Việt á, mà nước Việt miền Nam á là có phước dữ nữa, sau này sẽ thấy cung vàng điện ngọc xuất hiện nữa, mỏ vàng mỏ bạc đồ hiện lên quá trời. Bây giờ quý vị á, nghĩ làm sao cái chất mà làm di mạch đó nó còn hơn vàng đúng không? Mà sao giờ có những nước đạo lên á, cái đó cũng như là vàng thôi. Mình đâu có biết bề trên đã sắp xếp cho nước Việt. Khi mà một người mà về mà để mà làm nước Việt thành cường thịnh á, bây giờ về tay không à, về nói chuyện với một đống người hung dữ mà bị brainwash, biển là bị nhồi sọ tác với đảng. Làm sao nói chuyện họ nghe họ hiểu được? Thì phải có cái gì để cho gia đình hạnh phúc, thì từ từ mình mới dạy họ tu, họ ta được rồi hiền hòa, nhân lợi nghĩa với tính, có hiếu với cha mẹ. Cái nền tảng quốc gia nó đi từ cái hiếu với cha mẹ. Một người nào mà làm lãnh đạo từ ở làng, bí thư nhỏ, bí thư lớn, thứ trưởng nhỏ, thứ trưởng lớn, lên tới bộ trưởng, lên tới ai là bộ chính trị, mà không có hiếu với cha mẹ đó, người đó lập tức là mất chức,
là ít nước lợi dân, mà người đó mà giữ chức là hại nước hại dân. Tại vì họ không thương anh em, họ không có hiếu cha mẹ, thì làm sao họ thương dân được? Thì sau này cái nền tảng gia đình sẽ trở về thời của Nghiêu Thuấn đó. Trả lời ba câu vậy, không có giống nhau. Cảm ơn anh. Rất là tâm đắc về những cái việc anh nêu ra. Ở đây á, không phải riêng tôi mà tôi nghĩ tôi có những người bạn để trao đổi về đạo đức với nhau đó. Thì tôi thấy rằng á, cái sự mà giác ngộ và chấp nhận những cái triết lý mới, mà nó mới mà không mới, không mới mà nó mới, thì ai cũng đồng ý với cái sự diễn đạt về đạo đức của anh nói ra. Người ta nghĩ rằng á, ở Việt Nam như anh vừa nói qua đó, thì chắc nặng gì tôn giáo là chỉ là tuyên truyền mà thôi. Người ta cũng hiểu rõ vấn đề đó, giống như là một cái đập nước, nó có một cái hồ nước ở phía bên trong thì nước nó đầy, nhưng mà nó chỉ là giới hạn cho một người xả ra, trong khi cái môi trường ở bên ngoài nó đang khô cạn, nhưng mà người ta chỉ tiếp nhận được cái chỗ đó nếu mà cái đập nước này không khai. Cái đập nước mà cần khai là những người nha, là những người đã được trên mạng truyền bá đi cái giáo lý đó. Mà nếu anh khai được cái đập nước đó thì nước trong này nó đục, nó dơ gì không cần biết, chỉ có sớm một ngày nó được khai cái đập nước đó ra, thì tất cả những cái chân lý mà hồi xưa bị ém nhẹm đó cũng nhờ anh đó mà họ được thông qua được hết, hiểu đó. Thì rất cảm ơn anh những cái lời nói đó. Thì để tôi xin tiếp tục câu hỏi chị đời. Có lẽ là cũng không có chiếm mất thời gian của anh. Thì như bữa đầu tôi nghe anh nói đã khai ra cái Thiên Long Giang ở tại Hiệu Thanh này, thì như cái câu hỏi này nó cũng liên quan một chút về vấn đề tâm linh. Có nghĩa là tôi biết rằng anh làm ra cái vấn đề đó phải do ơn trên để sắp đặt, chứ không phải là tự anh mà bỏ ra cái công sức để làm gì. Nhưng mà cái thành quả ở Thiên Long Sơn, ở Cali đó, anh vẫn bị đời này nó làm ngăn chặn, đó cũng là do cái thiên ý sắp đặt để cho cái đạo nó có những cái trắc trở như vậy mà nó thành hình rất lớn. Nếu mà nói về khả năng, mà nói về sức lực của tạo hóa đó, thì giống người đời bây giờ chưa chắc gì làm được. Nhưng mà nói về cái sự mà tấn hóa, cũng giống như Chúa Giêsu ngày xưa bị nghĩa là ông Giuđa phản bội. Mà nếu mà nói về thần lực của thiên tạo đó, thì mấy mươi người của ông Giuđa chưa chắc gì phản được Chúa. Thì ngày hôm nay Thiên Long Sơn cũng bị như vậy, chắc là định luật. Thì xin hỏi là ở Thiên Long Giang này, anh đã có được cái ý chỉ nào để mà lập ra cái rule rờ? Ví dụ như người cộng sản đó, họ luôn luôn lúc nào cũng tìm cách để phá hoại cái lý chia của cái đạo mà của anh bây giờ. Thì như vậy thì anh cũng cho mọi người với tất cả những người có cái đạo tâm để muốn phát triển cái Thiên Long Giang đó, dựa vào cái rule rờ nào để có thể không bị những cái kẻ phá hoại đó họ trà trộn vô trong đó, để mà trong tương lai. Thì anh như thấy ở Hiệu Thanh này có Hoàng Duy Hùng, nghĩa là từ xưa tới giờ họ cũng làm được những việc tốt, còn rốt cuộc rồi họ quay trở cờ lại, họ làm những việc xấu để gây hại đến cái cộng đồng người Việt ở Hiệu Thanh này. Thì anh cũng tạo cho cái niềm tin cho bà con ở Hiệu Thanh này, mai mốt họ đến Thiên Long Giang họ đủ lòng tin để mà hướng dẫn theo đó, để mà tu tập theo đường lối mới của cái tôn giáo như vậy. Cái tiếp tục đó là trong cái cuốn sách của anh đó có phổ biến hay không? Quên. Cái câu nào trả lời của anh? Dạ, thôi vậy, cảm ơn anh. Thứ nhất câu là nó cái đặt. Em là người mở đặt. Cái ông bài lật ngửa hết này. Em giờ mặc xà lõm, ông mặc áo thun luôn, có nhiều nút rùi gì ai cũng thấy hết. Con có thiên thượng là thiệt, dàn thiệt không có sợ lửa,
bốn rồng lúc nào cũng đứng đây nè, hiện bầu trời quá trời đó, bảy dòng hào quang nè, trị bệnh cho biết bao nhiêu người được, từ ung thư cũng hết rồi. Nhưng mà ngoài kia chúng sanh u mê quá, có bao nhiêu người nhận diện được ngài? Muốn kêu kiệt là kêu, muốn kêu thằng là kêu. Ngày hôm qua có comment nó chửi, nói thằng chó đẻ mày phải xin lỗi dân tộc Việt Nam, mày phải xin lỗi Bác Hồ, mày đồ thiêu Bác Hồ. Mới ngày hôm qua cái clip mình hồi nãy xấu vậy nó chửi liền. Thì cho nên em hy vọng cái số lượng người mà hiểu như anh vậy nó lớn một chút, em bớt bị chửi. Ấy là Phật, không có gì còn giấu nữa, vậy mà còn bị chửi. Thì ngày xưa Lưu Bang có phước hơn mình nhiều. Ổng là dân sáng sỉnh chiều say, đi tên tên gặp rắn bò ngang đường, sẵn cầm cái kiếm để cái bụng. Ô, ông này có chân mạng thiên tử, làm vua khai sáng nhà Hán 700 năm. Sướng quá trời. Thế thời nay lỗi em hay là lỗi chúng sanh u mê à? À, lần thứ nhất câu trả lời của anh, nghe suy nghĩ đi. Thứ hai, cái đề nghị của anh á, sao em không hiểu được, sao em không biết được? Em tuyên bố thì em làm cái gì sức của em một mình, không có liên hệ với tổ chức nào. Cộng sản nó trà trộn tất cả chúng ta, từ ô, từ cầm cờ vàng mái phục đỏ chạy vòng vòng ngoài này, từ đứng chụp hình, từ những thằng chủ tịch cộng đồng ở đây luôn, là nó không đó. Cả chủ tịch cộng đồng San Jose, Nam Cali, Kimberly Hồ, đã chế gì loại, whatever, em quen hết, em thân hết, là điều là bị mua chuộc bởi bằng tiền, bao thơ, YouTuber cũng vậy. Những cái thằng chống cộng qua trên đó mạnh á, anh phải coi chừng đó. Nó chống chừng nào nó lấy động để nó chế tịnh thì giữ cái đảng. Nó làm cho 65% tuổi trẻ ghét mình để tẩy chay một cái khúc ruột thừa của mình. Thì làm sao mà dân tộc mình đoàn kết? Có một lần anh đề nghị ở miền Nam Cali với những cái người giống như anh Charlie Chí, anh Tạ Đức Chí, anh Vũ Hoàng Lân, anh Trần Thế Văn, mấy đó bạn em mà Phong, Quý rồi, ổn hết. Hey, mình chỉ cần bữa tiệc 10 người thôi, tả nhà hàng nào mấy anh chỉ, ok, ông đó làm chủ tịch. Tại vì người mình là người mình, mất mất là đâu cần mấy người Mỹ hay là Nelson thống đốc Cali chỉ mình làm gì đâu. Tại mình muốn lãnh đạo một cái cộng đồng, mình đoàn kết thôi. Tại sao Nam Cali nát như nồi cháo heo vậy? Là bởi tiền đúng không? Thì chỉ thằng nào có tiền mà nó không tham thì nó đứng lên cái tiếng nói của nó thôi. Mỗi lần mà nhóm này, nhóm kia, nhóm HO này, nhóm Hải Quân nọ hay Đà Lạt kia gây lộn thì ngồi họp nhau, thì một lời công bình thì có phải hòa không? Mà cái thằng tỷ phú nó bỏ 10 triệu để mà nó xây dựng cộng đồng, xây dựng tượng kỳ đài 72, về năm 72 gì đó, tượng kỳ đài chiến sĩ gì đó. Bữa em là người cho 50.000 đó. Thế làm gì bị cộng sản mua chuộc? Hoàng Như Hùng ở đây ngày xưa cũng đâu phải cộng sản. Vì vậy anh viết cái gái với nó gài, gái với gài, xong. Không giống như là Trần Dần thời xưa vậy. Dần dần cộng sản nó chỉ xài những một lần thôi, áo dục à, nó không có chịu giặt nữa đó. Mình ngu, muốn cho hết cái đó, đừng có tham tiền. Người mình tị nạn nghèo ở đây ăn bò phê, hồi xưa mà kỳ quán bò phê, tất cả chúng ta ở đây nghèo làm gì nhiều tiền bằng sân trước sân sau. Nó lấy mảnh đất mẹ của Việt Nam nó bán cho Trung Cộng, miếng đất của ta nó quy hoạch cái con rồng mà nó làm là nó xây nhà nó bán 1 tỷ, mau giàu không? 10 thằng tỷ phú Việt Nam giàu là đất không, cạp đất mẹ không, xong giỏi cạp chất xám. Thì cho nên ăn thua mình. Bây giờ ở đây cũng vậy, nếu mà ngộp một người chánh nghĩa chỉ cần 3 người thôi, đi ra đó mà phê, ok tao bầu mày đứng lên làm đại diện cộng đồng, xong. Không có cần 1000 người bầu. Ở bển mấy chủ tịch cộng đồng tự nó bầu nhau không? Cộng sản ngồi bầu một cái rồi, ok rồi. Mày mang áo rằn ri của Việt Nam á, áo lính Việt Nam á, rồi mày ra mày đứng mày chửi với cộng giùm tao đi. Chỗ Hoàng Cơ Minh á,
ông để cái hình Bác Hồ như là mỗi lần hai bước vô đạp lên, rồi cứ nghĩ ông là người quốc gia mình, nó là cộng sản nước thiệt á. Mấy Việt Tân cũng vậy nữa, tôi họp với mấy anh đó mà lên núi gạt người đời thôi, không có gạt được thần thánh nha. Cho nên mắc kiệt á, không có ai gạt kiệt được hết. Có bao nhiêu bất trọng thiệt, bao nhiêu bất trọng giả kiệt cũng biết luôn á. Kiệt chỉ muốn cái mối hàng thôi. Mỗi người đều có nghiệp, nhưng mà lâu nay chắc họ nghe kiếp chứ họ cũng bắt đầu bớt tạo nghiệp á. Từ bên tâm linh, từ bên chính trị, chị thương hết. Họ là những người ở cõi Atula đầu thai xuống có thời mạt pháp để mà xả nghiệp cho nước Việt. Chỉ tội là giống như Hoài Linh nó ở dưới nước nè, nó bị nhiễm. Rồi cái Phi Nhung bị mấy ông thầy cũng bị nhiễm, chứ họ người tốt. Phi Nhung tốt là Phượng Hoàng. Cái ngày Phi Nhung chết, cái Kiệt mới hỏi: tao đi sớm vậy, nhiều người mến mộ. Ừ, cộng nghiệp là phải đi sớm. Mấy người có chân mệnh cao á, xuống cộng nghiệp là đi sớm. 10 vị Bồ Tát xuống trần, chỉ có 1-2 vị á, giữ được cái tâm nguyên thủy lúc mà hẹn thời với hội đồng chư Phật. Tại khi mình nhảy dù xuống đây á, mình cũng phải có lời tiên thể chỉnh nha. Xuống đây á, sắc đẹp, tiền tài, với cái môi trường mình sống nè, thay đổi. Tất cả chúng ta không ai muốn làm sai. Hoàng Duy Hùng đâu có muốn làm chuyện đó, Đào Minh Quân cũng đâu muốn làm chuyện đó. Không ai muốn làm chuyện đó, vì hoàn cảnh thôi, đưa đẩy đẩy đưa. Nên Kiệt thương hết. Ngày xưa mà thời Hoàng Cơ Minh, lúc đó con mới qua Mỹ học lớp 8, con có tinh thần dân tộc, bị mấy Mỹ đen hiếp dữ lắm. Đi chung với mấy đứa học ở San Jose mà bị Mỹ đen nó quýnh, rồi cái con phải lập cái đội banh, mang áo cờ vàng bay đập đỏ. Rồi từ đó người Việt Nam ấy không có bị không hiếp, vừa đội banh mà vừa quýnh mấy người Mỹ luôn. Rồi sau đó ông thầy ông thấy không có cái đầu óc, có tinh thần tổ chức, ông mới cho con làm giống như lớn nhất của cái hội Việt Miệt Club vậy đó. Mỗi lần đi camping hay là tổ chức Tết thì con là người chọn, ok, đứa này đóng vai vợ hồi Nhộng Phu, đứa này đọc Sớ Tá Vương, tức là mình làm cho thời xưa mà cho nó vui nhộn cái Tết của mình. Thì lúc đó đột xuất phong trào Hoàng của mình lên. Lúc đó ông nắm đầu mình, trong nhà mình có ông anh cũng quen, tại lúc đó ở xe phòng, cái đi theo làm lính Hoàng Cơ Minh, đi qua bên Thái Lan, qua Lào vậy đó. Còn mình ở đây á, là ngày nào cũng dắt một đống mấy đệ tử đứng hết chợ Hương Lan tới Ly Sơn Bình, rồi đi vòng vòng mấy cái chợ Việt Nam xin tiền dùm cho Hoàng Cơ Minh. Mà ngày nào mình cũng làm mấy trò đó, mà xin làm cái đống tiền mình cũng không có điếm nữa, đưa cho mấy ổng. Bây giờ mình đi vô Phở Hoàng đó, nó tính tiền mình quá trời luôn. Nó đúng ra mày phải cho free mới đúng. Công của tao hồi xưa bao nhiêu năm trời đâu đi xin cho mày, bây giờ mày giàu rồi, bây giờ mày còn tính tiền tao. Cái gì là Phật. Còn cái ông anh mình đi theo Hoàng Cơ Minh mà qua Lào đó, ông về ông kể chạy có cờ, cũng là mặt kịch đó. Sau này mình hiểu được cộng sản nó ghê lắm. Ở diện con cháu ma quỷ khôn, nó làm để mình đánh nát cái lòng chánh nghĩa, biết là mình không biết tin ai nữa, mình không tránh nữa chứ. Rồi biến hết mấy nhân vật đó, có mấy ông tránh làm chuột. Tại sao mình dám nói? Tại vì mình nói là mình thương, mình nói lên đây quay đầu còn kịp, màn chót rồi. Chứ không phải mình nói để mình đã kích đâu anh quý vị. Nói để thương, để quay đầu. Tại vì họ cũng đóng một cái dây ác của cái màn này. Trong Kiệt là tâm linh, Kiệt là từ bi, không có ghét ai, không thương ai. Người nào làm lỗi sai cũng là đóng cái màn kịch cho cha,
để cho cái xã hội thối nát này, để cho sau này đặt cái nền móng cho chúng ta có một cái thời đại thương nhau. Mình nhớ về những cái ngày khổ hôm nay, những cái ngày mà bị ma mị, bị dụ dỗ, bị làm bao nhiêu chuyện sai, để dành bao nhiêu tiền của đưa cho thầy Roma này, đưa cho ông này ông nọ, vô lý. Cha mẹ đã kêu mình á, thời mạt pháp quy dưỡng đông bắc, không cần thầy tự tu tự ngồi thiền mà, rồi kêu con này ra nói, để sau này mà có bị chết Covid hay là bị mất của mất tiền hay bị gì á, đừng có trách trời trách Phật, không ai ra nói. 189 cái clip rồi đó, mỗi cái clip nói cả mấy tiếng không là bao nhiêu chữ. Hay như đạo Phật, cơ trời cũng lộ về mình cũng muốn gần hết rồi đó. Một cuốn kinh thư mà về trên dạy mình đã đọc gần mấy chục trang rồi. Mình thương cộng sản, cũng thương quốc gia, chỉ muốn làm bãi đáp an toàn, tại vì Phật mẫu dạy không có hận thù nghe con. Sau này thế giới, tại vì cái hận thù mình không có đủ thời gian để mà kịp phát triển. Trong kinh thư nói Việt Nam sau này thành cường quốc giàu. Cường quốc là gì? Cha mẹ đã cho mình 6 triệu chất xám nghe. 6 triệu chất xám đó vốn với tài năng cũng phải mang về để mà góp sức xây dựng đất nước, chứ không phải mà là cho một đống tiền trong nhà băng rồi về chia nhau xài thì nó đâu có ý nghĩa gì nữa. Phải có nghề ngỗng, nó cũng phải thực tế. Sống cơ là một chuyện, nhưng mà nó phải hợp với cái kinh, hợp với cái thời đại mình sống nữa chứ. Cũng giống như trong tiên tri sống cơ nói, Minh Dương này không phải mặc áo lông bào, mặc áo xanh không được à. Nó không phải như vậy, nhưng mà con người mà khi mà đọc kinh sấm nhiều quá, họ tưởng tượng khủng khiếp lắm. Ví dụ như cung vàng điện ngọc, bộ giờ kiệt về kiệt bỏ chừng mấy chục triệu người xây mấy cái chùa tòa tháp ở vòng vòng núi Cấm, rồi kiệt Cấm người ta bán thịt chó dưới chân núi Cấm, rồi làm lợi cái đó phong cảnh đẹp, thì cái đó là cung vàng điện ngọc rồi, đâu cần núi nổ gì đâu. Mình nói thí dụ vậy đó, còn chuyện đó mình không có dám bàn ngay lúc này. Chỉ cần bác kiếm chừng 3-4 người, bác chỉ nào á, một cái tinh thần dân tộc mà giàu có đó, để đừng có bị Việt Cộng mua chuộc á, thì cái cộng đồng này đoàn kết. Còn mấy ông tự phát, rồi tự hăng lên, rồi tự giành chức giành quyền á, thì nó cũng nát như tương hoài. À, không như tương là như cháo lòng.